Nay em chính Tết rồi đó. Nhà cửa chuẩn bị rồi xong chưa? Tôi đặt cọc miếng đất cho người ta rồi đó nha. Ba chục chai đó. Coi đem cái sổ đỏ đi cầm, lấy 300 triệu về cho tôi đặt cọc cho người ta nha. Anh Tài ơi. Ôi, anh Tài ơi. Tết 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 đến rồi tết tết. Nhà mới sắm búp bê hả? Vợ đâu đó? Chị, cái đầu tôi cắt từ hôm 25 Tết. Bữa đó như ông gây lộn chị phải không? Có. Ông cắt cái đầu tôi như chó cả. Ê, 26 sửa lại cho mày nghe mày. Có. 26 Tết ổng còn xin lỗi tôi, ổng còn nói là khuyết mãi là ổng cạo lông mặt cho tôi miễn phí nữa chị. Bữa hôm đó ông có gây lộn chị không? Có. Hèn chi. Bữa đó ông đè tôi xuống, ông không cạo lông mặt mà ông cạo lông mày nè. Đi vô. Lên mềm. Vũ phu. Thứ đàn ông mà vũ phu. Tôi ở bên nhà là tôi nghe cái giọng của anh chửi vợ xói mỗi ngày nha. Chị nhà chứ hiền muốn chết nha. Gặp tôi bẻ ở đâu rồi? Mày cắt tóc không? Cắt chứ, cắt. Căng quá à. Nay sửa cho đàng hoàng nha. Nói nhiều quá. Ráng cắt đẹp đẹp nha, mùng 1 đi chúc Tết á. Ngồi im đi. Tôi nói thiệt chẳng đặng phải đừng tôi mới qua chứ nhìn cái mặt của ông giờ tôi ứa gan ghê. Lúc nào mặt cũng quạo đeo à. Sắp vô mánh rồi đó. Vô mánh gì mày? Cái miếng đất mà tôi giới thiệu cho ông mua đó, miếng đất của ông cha Sáu đó. Miếng đất ba mặt tiền của tao. Sao rồi? Ba mặt tiền giáp xong. Ừ. Sao rồi sao? Bây giờ miếng đất đó nóng lắm rồi. Hên chứ ông là bữa đó ông nghe lời tôi ông xuống tiền cọc đó. Đó. Mà ông cũng lì lắm, bữa đó tôi nói rồi, đặt cọc nhiều nhiều chút xíu đi. Miếng đất ta bán 300 triệu rẻ muốn chết, đặt nhiều đi không, đặt 30 triệu. Có 30 đặt 30 chứ sao? Bây giờ nghe, người nào mua mà mua cao hơn, lạng quạng ông đền cọc cho ông đó. Ê mày nha, vậy không được nha, của tao nha, cái đó là của tao. Yên tâm đi, năm tài tử này mà làm cò rồi thì bảo đảm không bao giờ có chuyện đó, tôi ba rê hết rồi. Ba rê hả? Dĩ nhiên, nguyên cái nhóm đờn ca tài tử của tôi á, cứ sáng sáng là qua canh me ông Sáu. Tôi cử hai đứa xách theo hai canh đế vậy nè. Ừ. Cầm theo dĩa mồi. Ông Sáu vừa mới ngủ dậy mở cửa nhà ra, nó tràn vô nó mời ông Sáu nhậu nhậu, chừng nào quắt cần cầu nó mới về. Hay à, hay. Đâu có ai gặp được ông Sáu đâu. Hay quá mày, hay quá. Không? Mỗi ngày tôi trả nó 50 ngàn mà. Mày hay quá, mày giúp anh đi. anh thưởng nha. Cắt đi, cắt đi. Ừ, ừ. Mà tôi nói thiệt nha, cái vụ gì thì vụ, tôi giữ hết sức rồi nhưng mà cũng tranh thủ xuống tiền đi. Gì à? Vợ tao làm bể đồ thôi, không sao đâu. Vậy hả? Ừ. Ừ. Nè, tranh thủ xuống tiền là nhanh nhanh đi. Tôi... Hình như là tôi nghe là trong đó bể đồ có quy trình á. Nãy giờ tôi nói tới chữ xuống tiền là trong... Đó. Tao tức ghê. Mày ngồi đây chơi. Tao vô tao đập con vợ tao một trận liền. Cái gì vậy anh Tài? Vợ tao phải dạy mới được. Anh Tài. Trời ơi. Ê, 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 trời ơi. Giỡn mặt với tôi hả? Vợ con nói biết nghe vậy. Sao hai mắt bể bóng đèn à? Mày có cắt tóc không? Cắt, cắt, cắt. Cắt tóc ngồi xuống. Cắt. Mày nhiều chuyện quá. Anh ơi, vậy là bữa vợ bên nhà của em mà nghe tiếng khóc la bên đó là anh khóc chứ đâu phải chị khóc không anh? Ui dạ. Không, 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 không. Dạ. Em xin lỗi, em xin lỗi. Để em hỏi câu khác. Dạ. Anh, vậy tính ra là cái miếng đất đó đó là chỉ không có ưng anh mua ha anh? Vậy không ấy, vợ anh có quyết định mua nữa không? Anh có xuống tiền không anh? Sao nó mát mát vậy anh? Dạ em thấy tình hình nó nóng quá. Dạ thôi em xin chúc gia đình yên ấm và hạnh phúc, em đi về. Sao? Nãy mạnh miệng lắm mà. Sao giờ con dòng như con tôm vậy? Hả? Sao?
Em hứa với anh là Tết này cho anh ăn Tết đi ngủ. Em không đánh anh nữa, đừng có thất hứa. Tôi hứa với anh á là để cái gia đình này ăn Tết yên ổn là có thiệt. Nhưng mà anh cứ chọc cái máu gan tôi hoài à. Sao vậy? Anh có biết là cái số tiền đó tôi dành dụm cả năm trời mà bây giờ anh cầm cái số tiền đó anh đi đặt cọc tiền đất hả? Hả? Em không biết gì hết á. Tại dịch ông Sáu mới bán giá đó, chứ ông dịch dễ gì mà ông bán giá đó. Trời cho mình phải hưởng chứ. Trời cho hả? Đúng rồi. Ừ. Giờ tôi quýnh anh thành trò chơi luôn nè. Dạ. Ủa? Tôi chưa có ném mà. Nhưng mà tôi trúng rồi đó. Giờ tôi ném mới trúng nè ha. Ê, anh đứng lại cho tôi. Trời ơi, trời. Anh đứng lại. Cái gì vậy mày? Anh thua rồi. Ủa anh đây? Người ai đây? Ủa? Trời đất ơi, con xin lỗi. Dần ơi là dần. Dạ. Tao là cha mày mà. Không phải, tại con đang quýnh chồng con, tự nhiên cha sống vô chi. Trời đất ơi, thằng rể, sao làm gì mặt mày như gấu trúc vậy con? Con gái của cha ban cho con đó. Trời ơi, đi qua đi, cứ đi. Hung dữ quá à. Con hận cái quân nào, cái ngữ nào đi dạy dỗ cho con vợ con từ nhỏ. Ác nhân tệ hại. Cái quân đó là tao đó. Cái ngữ đó là tao đó. Con xin mày lỗi. Mày leo lên đầu tao, mày ngồi đi. Tao dạy dỗ cho con gái tao đó. Thì ra cha là người nói giáo cho giặc. Trời ơi. Mày tin tao. Bộ cha quánh nó chưa? Chưa cha. Sao nó văng đi vậy? Bị vậy mà bầm hai mắt á. Lòng tin ghê hen. Cha ơi, hoàng ức cho con lắm cha ơi. Tao mệt mỏi quá. Bây giờ có cha ở đây nha, cha xử một lần một nè, cho gia đình êm ấm rồi ăn Tết đàng hoàng. Đứa nào hoang ức gì nói, tao mở phiên tòa ngay tại ở đây luôn nè. Rồi, mời bị cáo, mời nguyên cáo vô chỗ. Rồi mày là nguyên cáo phải không? Dạ. Bên đây. Con cũng làm gì vậy giận? Con bước lên bục đó cha. Tại sao phải bước lên bục? Con lụng quá mà. Hai đứa này lòng tin nó cao hơn núi ha. Rồi đây, chủ tọa nè. Đứa nào oan ức gì nói. Kính thưa quý tòa, tôi là một người chồng, nhưng tôi không có quyền của một người đàn ông. Trong nhà này tôi không hề có một chút quyền hành nào hết. Tôi còn bị bạo hành nữa. Bạo hành? Vợ tôi đánh tôi mọi lúc mọi nơi. Tinh thần của tôi ảnh hưởng tới thể xác của tôi. Tôi là người đàn ông làm ra tiền trong cái gia đình này, nhưng tôi không được phép xài tiền. Tôi muốn mua cái gì tôi phải xin vợ tôi. Dạ. Dạ sao vậy? Đồng cảm với nguyên cáo. Quý tòa biết không? Sao con? Nhiều khi sáng tôi thèm muốn ly cà phê, tôi không có tiền để mua. Đi chơi với bạn, tôi toàn dụ bạn trả không à. Nhục lắm. Tôi cảm thấy giống như tôi đang kết hôn với cái máy ATM vậy. Trời ơi. Mà cái máy ATM á, nó lấy tiền của mình, còn có nút ói tiền ra. Còn máy này bị lỗi rồi, nó nuốt tiền vô chứ nó không nhả tiền ra quý tòa ơi. Hay quá. Tòa sẽ ghi nhớ cái ý này, về nói lại với vợ của tòa. Tôi phản đối. Gì nữa? Tôi giữ tiền á là giữ vốn cho anh làm ăn, chứ giữ cho ai? Ủa, tôi đang làm ăn mà. Tôi mua cái miếng đất ba mặt giáp xong đó là để tôi bán, tôi lấy tiền lời. Mà tiền lời đó đâu phải mình tôi hưởng, cái gia đình này hưởng mà. Tôi đã nói là không có được mua cái miếng đất đó. Anh mua miếng đất đó tiền ở đâu ra? Tiền anh cầm sổ đỏ với cái ngôi nhà này. Rồi hả, hàng tháng anh phải trả tiền lãi ngân hàng. Rồi lỡ như anh không bán được miếng đất đó thì sao? Thì mẹ con tôi ra cầm cầu ở hả? Đó, quý tòa thấy chưa? Chồng chưa làm ăn mà chù chồng thất bại rồi. Nín. Nín liền. Ông bà mình có câu: tại gia tòng phụ xuất gia
tòng phu, phu tử tòng tử. Dạ, con chưa chết. Con suốt ngày con quánh chồng, con đập chồng, con chọi chồng. Như vậy là mình vi phạm vô bốn điều, đó chính là công dung ngôn hạnh. Con vi phạm vô cái nghĩa tào khang, cái nghĩa tam tòng tứ đức. Cha sinh con ra, cha dạy dỗ con đàng hoàng. Sao lớn lên con học cái thói ở đâu vậy? Thói của ai? Thói của tôi nè mình. Má, thơm lanh mình ơi. Đau mà tắm. Đau hả mình? Em chưa có xé xác mình ra là mình nên mượn như mình nha. Sao vậy mình? Mình tưởng đâu mình trốn từ quê lên trên đây là mình trốn được em hả? Không đâu, không đâu. Mình vừa phóng lên xe đò là em nhảy lên xe bò, em theo mình liền đó mình ơi. Ủa má, ở dưới quê có chuyện gì mà ba phóng lên xe đò ba đi dữ vậy? Ta nói kể cho rể nghe nè, cái trại gà Tư Lanh là nổi tiếng khắp vùng đúng không? Đang ăn nên mừng ra, tự nhiên nghe lời bạn bè đâu không biết nữa, bán sạch gà trơn hết trời. Hùng tiền với bạn với bè mở ra cái quán karaoke mà ta nói mùa dịch giả, đâu có ai lại hát đâu. Lỗ một khúc, sau đó tính sao bây giờ, sang tay cho người ta lỗ một khúc nữa đó con ha. Trời, Tư Lanh. Dạ, ôi, ta cũng vợ ta kêu tao mày. Bà ta 20, cái chuyện tôi làm ăn thua lỗ dưới thì em đi lên đây nói trước mặt mấy đứa nhỏ, nhục chứ bộ. Ủa nhục hả? Chứ nãy giờ tôi nghe chồng của tôi quan quan xử trên đây mà, ông xử hay lắm mà. Bây giờ có tôi trên đây nè, ông xử đi. À đây đi, mời chú tôi. Ôi, ngồi đi nè. Đó, ngồi xuống rồi con gái qua bên đây. Con rể đứng yên đó. Rồi xử đi mình. Ê, mày bậy quá bậy con rể, nhăn nhó cái gì, cuối cùng là phiên tòa quyết định. Mày có tội, nhỏ này vô tội, bãi tòa. Mình còn cái chuyện của mình đó, qua Tết em xử sao? Em coi trong mấy ngày Tết á, nếu như mà mình có thay đổi tính hết á thì cho qua, còn nếu không á em cúng, em rước ông bà xong em tiễn ông bà đi, em tiễn mình đi luôn. Sáng giờ con luôn vô công chuyện, chưa có mua trái cây mà để đơm lên cho ông bà nữa. Trời ơi con ơi, mình phải lo cúng Tết nhất trước chứ con. Không bây em... giờ má đi chợ với con đi. Rồi đi chợ nè, hai cho con ở nhà dọn dẹp ăn Tết đi nha con. Dọn dẹp ăn Tết. Khoan, nhà người ta có quyền ăn Tết nhưng nhà này thì không có quyền ăn Tết, đặc biệt là hai cha con ông nghe không? Không ăn Tết sao? Trời ơi, Tết thì mình phải dọn dẹp nhà cửa rồi mời bạn bè tới rồi này nọ. Đó, chính vì mời bạn bè tới đó rồi tụ tập lại đây rồi tay bắt mặt mừng rồi dịch bệnh lên tùm lum tùm la hàng sao. Tôi nói nha, Tết này á gia đình mình ăn Tết cũng phải giữ vững 5K. À không, riêng gia đình mình là phải 8K. Gì mà 3K ở đâu ra nữa? 3K đó là đặc biệt, không chúc Tết, không ăn nhậu và không ra khỏi nhà. Lì xì thì nhận. Trời ơi, ở đâu có sẵn vậy? Má điện thoại kêu con ghi đó. Nè, gối ghém còn 300 triệu, giữ giùm tôi đi chợ, cái tôi về liền nghe không? Ủa, 300 triệu tiền gì vậy? Tiền sáng quán karaoke đó. Đi đó. Dạ. Trời ơi, tưởng gian hầu hơn con. Cái nhà này nó có truyền thống mà mày. Nè. Tài ơi. Đi. Anh Tài ơi. Đâu rồi anh Tài? Tài. Hết hồn, tưởng mới vừa đi cái vợ quýnh già vậy luôn chứ. Tao quánh mày bây giờ á. Tư hả? Thằng Năm phải không? Tài đâu? Tao đây. Gấp lắm rồi. Vụ gì? Cái miếng đất đó, miếng đất ba mặt giáp xong. Tằng tăng. Sao? Miếng đất bây sao? Giờ nó qua tới xã bên kia rồi. Ông bá ở xã bên kia nghe, mua miếng đất này với giá 500 triệu. 500? Đất lên giá. Cái đất này là tao đặt cọc rồi nha. Là đúng, của đúng tao rồi, đúng rồi. Con rể của chú nó đặt cọc rồi đó. Yên tâm, đã có cò năm tài tử ở đây là không lo gì hết Tư à. Sao con? Con đã cử cái nhóm đờn ca tài tử của con rủ ông bá đi nhậu. Con nói là con đi kiếm ông Sáu giùm cho ông bá, nhưng thiệt ra con chạy qua đây kiếm nó. Trời ơi, cái thằng giỏi dễ sao. Trời, qua đây, qua đây con. Xuất sắc quá, xuất sắc. Bây giờ phải tính cái chuyện của ông bá trước đi. Mày đi qua mày nói. Bỏ xuống đây. Cái gia đình gì mà bạo hành vậy trời. Đây mình sửa lại cho nó đi. Mình sửa lại, mình nắm kéo. Thôi thôi, con phải bút bê nghe. Dạ. Bây giờ con qua đây là con kêu mọi người xuống tiền đi lấy miếng đất đó. Ờ đúng rồi con. Đi xuống tiền rồi con chạy qua kêu ông bá sang tay miếng đất lời 200 triệu.
xuống tiền đi con. Bây giờ 200 ngàn đâu còn không có, lấy đâu ra 200 triệu xuống. Vậy thôi tôi qua tôi bán cho ông bà. Ê mày. Ôi, bớt đẩy đi con. Tài ơi, chết tao. Tôi có. Đứng lên, đứng lên đi. Đây. 300 triệu. Đi lẹ lên, đi. Má mày kêu tao ở nhà dọn nhà, về mà bà không thấy tao ở nhà, bà xé xác tao ra làm đôi á. Hai đứa đi thôi, hai đứa đi. Khoan. Cha con nói nghe nè. Sao vậy? Bây giờ con vợ con về mà nó không thấy con, nó cũng xé xác con ra vậy. Vậy thôi mày ở nhà luôn, một mình con đi. Rồi, thế con đi. Cầm tiền về, nhớ nghe. Vô bánh rồi cha. Vô bánh cha. Dọn nhà ăn Tết. Sao phải dọn nhà? Ủa má kêu dọn á. Không, là lúc nãy thôi. Dạ. Còn bây giờ khác rồi. Hả? Qua nghỉ ngơi đi. Mày làm nghề gì? Dạ con cắt tóc. Ra đây. Biết quái lỗ tai không? Trời ơi, giỏi lắm á. Bứt cọng tóc quái lỗ tai tía đi. Cái lứa gì câu chuyện cho con đi chợ mà không mang một đồng làm sao? Con tưởng đâu là má mang tiền rồi. Ủa mắc cười của nhà con cũng mắc mớ gì má phải chi tiền con? Dạ xin hỏi, nhà cửa còn dơ quá. Tại sao hai cha con lại thảnh thơi ngồi giống thần tài thổ địa vậy? Tại sao vậy? Tại sao không dọn nhà? Tại sao phải dọn nhà? Dọn nhà là chuyện của đàn bà phụ nữ. Đàn ông bằng cái giống gì? Đàn ông là xây nhà, đàn bà phải xây tổ ấm, chứ không phải sai chồng làm giống kiểu vậy được. Má ơi má, con thấy trong cái nhà này có mùi tạo phản nha má. Để đó, tao vô tao lấy tiền, tao ra ngoài chợ. Vô tiền má đâu? Hả? 300 triệu má đâu? Ủa má để đâu? Má để... Chồng ơi, 300 triệu tôi đâu? Cái vỏ, cái túi điểm, 300 triệu đâu? Mình có thể bình tĩnh được không? 300 triệu là sao mà bình tĩnh được? Khỏi kiếm, tôi đưa cho thằng Tài rồi. Tài ơi đừng giấu má, tôi còn trả má, trả má. Tiền của má đâu? Đừng có hốt hoảng như vậy, 300 triệu đó con đem đi kinh doanh rồi. Cái gì? Anh muốn chết hả? Cô có biết cái miếng đất ba mặt tiền giáp xong mà cô chê đó. Ông bá ở xóm bên, ông trả 500 triệu. Bây giờ tôi lấy 300 triệu tôi chồng vô, chiều nay tôi sang miếng đất cho ổng, lời 200 triệu đó. Hai cha con tôi đó đem tiền về để coi hai má con bà có còn coi khinh những người đàn ông trong gia đình mình không. Gì vậy con? Sao? Từ lành tôi nói vậy. Không có nói gì hết. Nghe tôi nói nè. Cha, tất cả mọi việc ở trong nhà này kể từ hôm nay trật tự sẽ phải được lập lại. Tôi nói bà nghe, từ bây giờ tôi nói một tiếng bà phải dạ, phải thưa, quỳ gối xuống la 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 la, chứ phải mở miệng ra chửi xong xỏng như bữa giờ. Ê nè, nỉnh. Bắt đầu từ ngày hôm nay tôi nói cái gì ra cũng phải nghe, cấm cô cãi tôi nửa lời, nghe chưa? Thôi anh, chưa hết, nghe đây. Chồng đi về nhà cơm nước phải đầy đủ 3 món, canh xào mặn, ăn xong phải có trái cây tráng miệng được trang trí đẹp như ngoài tiệm. Bắt đầu từ ngày hôm nay, sau khi tôi đi nhậu về, tôi cấm cô lèm bèm. Tôi mà nghe cô nói một tiếng bình luận về tôi đi nhậu là tôi tán. Mày tán ai? Trời tao đó. Lộn. Ba, từ bây giờ tôi đi nhậu về phải lấy nước nóng cho chồng rửa chân. Chồng mệt phải đập khăn lạnh một cái bóp, lau mặt xịt dầu thơm, hỏi anh khỏe không? Vô karaoke hả? Ừ. Hả? Vậy đó. Hai cha con ông điên đủ chưa? 300 triệu của tôi đưa thằng Năm Tài Tử nó đem đi nè, ẩm đi luôn là hai ông chết chết thôi. Thôi đi, tại sao gieo tiếng quát cho tôi vậy? Tại sao thân cò cực khổ đi làm cho mấy người mà mấy người gieo tiếng quát cho tôi? Tôi khổ quá mà. Đâm ơi, sao ướt dẹp vậy con? Sao ướt cái gì? Con bơi vô đó chú. Ồ vậy hả? Lên đây ngồi. Sao rồi con? Cái vụ đất đai sao hả? Giấy tờ sao mày làm sao rồi? Mày nói đi đó con. Ông nói cho anh. Thôi. Tôi bơi mệt vô rồi con. Xong xuôi hết rồi. Sao cưng? Ký tên lăn tay luôn rồi. Cái miếng đất đâu, giấy tờ đâu? Đừng nói giấy tờ, tôi mang đất về cho mấy người luôn. Trời ơi. Đây nè, miếng đất ba mặt giáp xong nè. Miếng đất á, ba mặt á. Đúng rồi. Giá xong. Đúng rồi. Bự. Sao cuối cùng nó cô lại còn có một chén vậy? Hồi nãy á, con qua bên ông Sáu á, con lấy tí đất về con nghe một cái đùng. Cái gì vậy? Cái gì? Đất nó sạc.
sao mà nó bị sạc? Mấy con hút cát lậu ở ngoài đầu nguồn á, làm xói bờ đất, sạc miếng đất của ông Sáu rồi. Rồi sao nữa? Con với ông Sáu bị trôi ra giữa dòng. Ông Sáu ông đu theo chiếc xà lan chở cát, giờ ông biết trôi đi đâu rồi, ông biết Tết về kịp không? Riêng con đu được chiếc áo phao, con bơi vô. Vô được tới bờ, con thấy miếng đất của ông Sáu còn được húm, con hốt mang về cho mọi người nè. Nè, cầm. Nè, tắm. Miếng đất ba mặt giáp sông đó. Ba mặt giáp sông. Còn lại một chén ba kỳ nha. Anh thấy chưa? Anh sáng mắt chưa? Đó, miếng đất 500 triệu của anh đó. Tôi giết anh quá. Đừng, con đừng đồng thủ. Đây, ba nét gương trầm thành tâm khấn nguyện. Hai cha con ông ở lại nhà này đi. Con gái, đi khỏi nhà cho người ta vừa lòng. Mình ơi! Nín đi, mình nín đi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sao? Công nhận gia đình hát dở ẹt luôn á. 50 năm 300 triệu. Chưa có mất. Rồi sạc ra giữa sông. Chưa có mất. Mày mới kế sắc được gì vậy? Cái gì? 300 triệu chưa có mất. Trong cái vỏ kìa. Sao vậy? Hồi nãy qua ký giấy lăn tay chưa kịp chồng tiền là sạc miếng đất rồi, ôm cục tiền bơi luôn mà. Trời ơi, hay quá, quan hô. Thôi đi. Chúc mừng. Vui lắm hả? Vui chứ, vui. Mấy người vui rồi. Tôi nè, bữa giờ giữ cái miếng đất đó mà tốn mỗi ngày 50 ngàn ba tuần lễ rồi. Bây giờ tôi phải lấy tiền vợ tôi trả nè, mọi người vui đi. Cầm về. Cái lương hương này về là chắc tôi thờ tôi nè, vợ tôi đi giết tôi chết đi nè. Năm. Ở đó mà vui đi. Năm ơi. Bà Tám ơi, không có mất tiền. Trời ơi, mừng quá giờ ơi, không có mất tiền. Nè, tiền của mình là Tư Lan ông giữ. Nè, chùa khóa tủ tiền nhà mình nè, anh giữ đi. Ủa? Tiền bao nhiêu anh đưa tôi á là tôi cất ở trọng hết á. Giờ tôi không giữ nữa. Anh giữ đi. Anh muốn làm gì thì anh làm. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Ủa? Má, hai má con mình đi má. Ê, mày đi được rồi, mày dắt vợ tao theo làm chi? Nó không dắt tôi cũng tự về nè. Ông nghĩ sao vậy Tư Lanh? Tôi giữ tiền là tôi giữ tiền cho ai? Tôi giữ tiền cho gia đình mình, cho ông, cho con, cho cái. Vậy mà cứ nói là tôi giữ, là tôi son sọn, tôi chửi chồng, tôi đánh chồng. Cho mình tôi nói một câu thôi. Tôi có cấm cản gì ông đâu. Ông đầu hai thứ tóc rồi, ông làm cái gì phải bàn bạc với vợ. Đâu có lúc nào mà tôi cản ông đâu. Mình phải bàn với nhau, mình là vợ chồng mà ông. Má, nãy giờ má nói không mà má không có cho cha nói được tiếng nào hết trơn á. Thì nói đi. Tám ơi, tôi xin lỗi bà Tám. Thiệt ra tôi cũng biết là tính tôi bợp chợp, nhưng mà tại vì á, tôi cũng muốn gia đình làm ăn êm ấm mà. Có điều á, lỗi của tôi là không có bàn bạc với vợ con. Nhưng mà cũng tại bà, nhiều khi tôi bàn bạc bà cũng la, bà cũng chửi tôi hoài. Tôi sợ lắm. Tôi chửi nào? Ờ đó, trời. Đồng vợ đồng lòng mới được nghe. Đi rồi. Cha. Gì vậy? Má. Vậy. Nín cho con nói chuyện được không? Trời ơi. Em vậy? Anh làm gì vậy? Anh sai rồi. Em muốn đánh gì anh cũng được. Đừng có bỏ anh đi được không em ơi? Không có em, anh không biết sống làm sao hết. Em ơi, chìa khóa tủ tiền nè, em giữ đi. Anh không dám cầm đâu, áp lực lắm. Anh chắc chưa? Anh chắc mà. Anh thầy em à, từ nay về sau nhà này 9 ca. Má mới quy định có 8 ca, đâu ra 1 ca nữa thằng con kia hả? Con mới thêm 1 ca nữa má. Ca gì nữa? Không cãi vợ. Thưa quý vị khán giả, nhân dịp năm mới thì cho phép Đinh Toàn, Anh Tài, Hồng Trang, Ngọc Xuyên, Quỳnh Tiến Khoa chúc quý vị một năm mới thật nhiều niềm vui, đặc biệt là xuân Nhâm Dần tình cảm rần rần.
tinh thần phấn chấn. Nhà thêm nhiều tấn, vàng thêm mấy cân, tiền thêm vài tấn, ai cũng có xuân.